Alo, chào các con vợ. Rồi, chúng ta tiếp tục. Giờ chúng ta đang sở hữu một số lượng đất đai rất là rộng lớn, nguồn thu nhập khổng lồ, tích trữ tiền nong các thứ để giấy quân lập quốc. Thằng Hải Long với thằng One Viewer là hai thằng này, là hai thằng ấy này đi mở đoán buôn cho bọn nó. I am honored to. Chúng ta sắp lên tier 4 rồi. Năm trăm lính. Anh ta cấp 4 rồi. Xin con cặc đã bảo từ nãy đến từ chiều đến giờ là lập công thì mới được. Xin xin. Không làm mà muốn có ăn. Xin mõm à? Xin mõm thì ông bây giờ ra ngoài công xin mõm coi có được cái gì không? Làm gì có được cái gì? Kể cả xin bố mẹ xin đi chơi cũng phải ít nhất cũng phải rửa bát thì mới được đi. Là xin mõm. Cứ lập công này rồi sẽ ắt sẽ có thưởng. Cái này mỗi lần nó cứ phải bấm lại thì nó không lưu cho mình.
Lê muốn chưa? Chịu. Anh cũng chả biết em là con nào. Trong mấy cái cờ hiệu tôi thích cái cờ nhất này. Nhìn nó tua rua vàng rất đẹp. Khu vực Ả Rập này chúng ta chỉ ở tạm đúng không? Chủ yếu ở đây để kiếm tiền. Nó đi mãi thằng bắn chúng mình. Sau lập quốc sẽ giả lại thành cho Điền Thừa. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm một khu vực nào đó để lấy. Sập cái kia bên ngay. Xung phong. Trận này ai top 1 kin ban thưởng. Yeah!
Tốt. Trung Bùi với cả có hai người cấp 3, 3 mạng. Nên trận này là không ai đứng top cả, nên không ai được ban thưởng. Đáng tiếc. Trận này tiếp tục thuộc về chúng ta. Không biết là Ả Rập đã chịu thua chưa? Muốn đánh đến chết à? Như vậy nó sẽ cống tương đối tiền cho mình đấy. Cái tiền cống. Tiền cống từ 4 quân nhầm cộng vào là 1.600. Thế là an toàn. Sanala này quốc shop cao cái nhỉ. À thịnh vượng cao nhỉ. Sanala này. Dead Fury. Bia. Mở một quán bia ở đây. I offer you my love. Ô con bia. Vậy em muốn được. Anh em ta đã đi đấu trường tiếp. $200,000 vẫn chưa là gì. Trung Bùi. Cho Trung Bùi xuất trận đi. Là một đạo quân riêng. Tài với cả thằng đéo nào ấy nhỉ? Phúc Đăng Thái sẽ cai quản trong lúc tôi vắng mặt. Cưới vợ rồi. Toàn cao thủ ở trong team mà để Milan nó lấy mất cái mũ. Đéo hiểu kiểu gì anh em. Chán anh em vãi lìn.
Chuyển thì đeo tường, bị ngáo à? Chỉ chuyển quân thôi. Có bao giờ chuyển được combination sang đạo khác đâu. Thằng này bao nhiêu chơi bao nhiêu lâu rồi, xem bao nhiêu lâu rồi vẫn ngáo à? Toàn bịa là tính năng à? Toàn bịa là tính năng. Sera. Sera thắng. Sera là một tướng của dân tộc nào đấy? Sera là Mông Cổ đúng không? Khu giáp như vậy Sera sẽ là người thứ ba thủ lĩnh của phương Bắc. À, thủ lĩnh của phương Đông. Hãn Sera. Thánh hiệp sĩ Lãng Khách, Hãn Sera và Mohammed Phúc Đăng Thái là những thủ lĩnh của mỗi nền văn hóa. Ngũ Hổ Tướng. Vừa chúng ta còn thiếu Viking với cả Empire. Thiếu một chiến binh Viking là đủ mà Ngũ Hổ Tướng của tôi rồi. Chấn động thiên hạ. Ai trong này đây? Hoàng Nguyễn này. À, Hoàng Nguyễn này. Hoàng Nguyễn đi buôn bị bắt à? Cái thằng này. Ấy. Mở cho nó đi buồn cái. Vương Huy. Cương Huy là người dân tộc nào? Empire. Như vậy tiếp tục có một vị tướng quân Empire Cương Huy. Các bạn. Anh ơi, một đứa tên Khang Phạm anh mong anh cho. Được nhắn được không? Được nhắn được không là cái gì? Đéo hiểu nói cái gì luôn. Bây giờ xét đến thâm niên đi. À, đồ đạc của chúng ta thu gom từ cuộc chiến cũng tương đối. Bây giờ sẽ gom cho anh em một ít đồ. Mà thứ nhất là giáp đi. Những anh em mà gần nhất Thế Hùng này. Đấy. Cho anh em nó gần nhất mặc đồ
Trang bị Thế Hùng là một người như nào? Cận chiến, thần cận chiến. Ok. Thế Hùng. Đồ thừa bắt đầu san bớt ra vậy. Đang thừa bình. Thuần cận chiến. Không có cái khiên nào cho ông à? Thế thì dùng, thế thì cầm kiếm không đi. Chấp nhận. Ricardo Milo. Đó. Kiệt. Tấn Cương. Huỳnh Trấn. Đó. Đồ rác. Mặc tạm một cái đồ rác vào. Không đóng góp được gì nên mặc chỉ được thế thôi. Ricardo Milo bắn cung giỏi, cưỡi ngựa. Thế rồi. Cấp cho mấy cái vũ khí đều đều thế thôi. Vũ khí thì khi nào mẹ lập công rồi mới cấp. Đóng sổ rồi, không xin slot được nữa đâu bạn nè. Rồi hôm nay lúc chiêu mộ đã rồi. Hẹn bạn là dịp khác. Clip sớm nghỉ sớm không? Đơn giản vậy thôi. Checking lại có một ai đây. Có sao Phúc đăng thái lại ở đây? Ủa sao Phúc đăng thái lại ở đây? Phú Vinh Lệ, thôi được rồi, cho thằng này nhìn cũng ngon ngon, tuyển mẹ. Đấy. Phú Vinh Lệ đúng không? Tôi định không tuyển nữa, nhưng tôi thấy chỉ số thằng này ngon thì tôi lại tuyển. Phú Vinh Lệ. Khang Phạm còn nhớ tôi không? Không, đéo nhớ luôn. Quá tôi nhớ là tôi cấp cho thằng Ngày Thành rồi mà sao nó lại lang bạt ra tận đây. Khi nào mà trận đấu, khi nào anh lập quốc? Ủa, bây giờ căn bản là bây giờ anh em còn chưa có đồ thì để anh em bật chế độ chết thì anh em mà chết như dạ. Ít nhất cũng phải cấp được đồ cho anh em đó chứ. Đánh nhau với Garius. Trận chiến này thì chắc mình không có được quyền lợi gì đâu, nhưng mà mình sẽ đánh để mình tuyển tướng. Nào. Giờ lúc anh em có thể thể hiện bản thân rồi đấy. Tuyển quân. Hồ Duyên trước bị bắt được kìa. Hồ Duyên trước bị bắt bởi Patisino.
Vũ Đại Hãn này. Jotama. Jotama. Lâu lắm mới thấy một mạnh tướng cấp 1 liên cấp. Nói cho anh em cứ bình tĩnh thôi, kiểu gì cũng sẽ có phần. Jotama là cái thằng tôi tuyển tít từ phía dưới này mà nó vẫn được à. Cấp rồi. Đó, nhưng mà vẫn sẽ được cấp đồ, yên tâm. Là một tướng Mông, là một tướng hệ Mông Cổ à? À tướng hệ Ả Rập à? Đó, lại không có đồ cho mày đâu. Jotama này là như nào? Jotama này là một tướng kiếm khiên với ném lao. Okay. Có một tướng 6 Ninh. Ninh cấp 6 đúng không? Cho đội mũ đại hãn đi này. Là vài kinh nữa, vài kinh thường cấp 6 đội rồi này. Ok. Áo này là áo cấp 5. Đợi trận chiến sau cấp cho nó vậy. Không có đồ nó ở đây à, ghi nhớ thế là được. Rồi tập trung đi đánh trận nào. Đánh nhau đâu đây? Quân đoàn tập hợp. Quân đoàn tập hợp ở đây. Cerevic à, tập hợp ở đấy à. Đồ vợ em anh lấy anh xài rồi. Anh mượn thôi. Sau anh giả sau. Vợ chú các gì vợ anh dùng chung. Đi chắc đi theo đi thìa. Đi thìa 900 quân kìa. Sao không có mình ở trong này nhỉ?
Hà Thị Bùi. Hà bị thùi bị bắt. Ở đâu Hà Thị Bùi vẫn chưa bị bắt. Cái gì của chú là của anh, mà cái gì của anh thì đương nhiên không phải là của chú. Do quan điểm. Gỡ ác khang phạm. Gỡ cái gì? Mãnh tướng nào lập công ở trận chiến này lập tức ban thưởng. Ui, 1.100 cả. À, bây giờ thêm một cái luật nữa nhá. Ví dụ đánh đấu trường mà ra cái mũ, mà ví dụ cái mũ đấy nó phù hợp với văn hóa của cái ông tướng đấy, mà ông tướng lấy được cái đấy là ban thưởng luôn. Đồng ý không? Nếu mà không phải cùng nền văn hóa thì thôi, còn nếu mà cùng văn hóa thì kể cả đó là cấp 1, tướng cấp 1 sao cũng vẫn cấp. Đấy, khích lệ anh em. Kata bị bắt rồi. Ui, chỗ này ngàn quân rồi. Ông nhắn cái gì mà bị cấm? Ai mà nhớ được? Trận này tướng nào lập công trọng thưởng. Stand upon. Soldiers, move! Yeah! Soldiers,
Gió Empire này. Điên lên rồi đó. Ninh 4 mạng. Ninh MVP trận này. Ninh cấp 6 rồi. Cún đi. Ninh cấp 6 rồi nên chẳng có gì để ban thưởng. Shop. Ban thưởng cho cún. Cún lên 2 sao. Ném lao à? Ném lao và kiếm khiên. Ném lao và kiếm khiên. Mặc bộ này nhìn cho nó hợp. Cún. Đoán để người khác lấy mất.
và Nguyễn lại bị đánh. Mấy đoàn buôn thời chinh chiến này, cái mấy đoàn buôn có vẻ không ổn lắm, dễ bị bắt. Nổi dậy ở đâu đấy? Vun đánh mà mình biên giới với cả Serai nhục này. Trung Bùi có ở trong quân nào? Trung Bùi nằm trong quân đoàn đấy rồi. Trung Bùi nằm trong quân đoàn đấy. Cương Huy tướng cấp 7. Bây giờ cần đến các tướng Phúc Đăng Thái đang đánh, đang giữ thành ấy rồi. Lãng Khách hai tướng gấp rút tuyển quân cho chậm. Chúng ta gấp rút tiến về biên giới Ả Rập nào. Đang giữ thành cho cái đéo gì. Giữ thành đi. Mất thành thì đừng có check. Nguyên tước là ta ta. Tạm thời không buôn bán gì lúc này nữa. Mũ này. Tài. Ủa, ta là thành chủ mà. Ờ, thành chủ tham gia luôn à. Mũ Viking. Triệu tập 700 quân xuống cái này. Ta là thành chủ cái thành vừa rồi nên vẫn có thể tham chiến được. Công hạ Aska thì đẹp. Là chúng ta coi như là nắm toàn bộ khu vực này. 5.000 tiền. Bảo vệ biên giới ở đây. Cún lúc nãy cho lên đây chưa? Zero. Demon này chưa cho lên này. Thuận Trần này.
Lấy được là cái tà kìa. Kinh nhỉ. Nó bao nhiêu quân mà nó lấy được ấy? Có 400 quân rồi nó lấy được à? Kinh nhỉ. Chắc cái trận 1000 quân mình đánh xong hết rồi. Thằng đéo nào cũng được rồi. Mình không quan tâm lắm. Khu vực đấy là mình không có quyền lợi gì rồi. Hoàng Nguyễn được thả. You got a problem? Trung Bùi bị đánh, liệu bị bắt không? Chưa thấy quân Ả Rập tiến đánh mình. Ả Rập có đang đánh nhau gai không? Ả Rập cũng không đang đánh nhau gai cả. Ui, Ả Rập yếu lắm. Ả Rập còn chưa đầy đủ, chưa có hơn 1000 quân thôi. Quân Viewer bị đánh. Công họa Aska là tuyệt chủng bọn Ả Rập luôn. 350 quân. Bọn Valandia là chiếm thành kinh nhỉ. Trận này ai MVP lại tiếp tục được thưởng đô. Chính quy tinh nhuệ dần anh em lên. Những ông nào mà cấp có đồ rồi thì ví dụ ông nào có đồ rồi thôi, nhường ông xếp sau. Đó, công bằng. Thank you.
luôn đi, nó có mỗi cái máy bắn tên này. Ám sát chậm à? Xung phong giết giặc, báo Hoàng Ân. Demon ngã xuống. Cái này là thú vị khi anh em có hết đồ rồi, xong rồi bật chế độ chết tướng. Đấy, lúc đấy mới gọi là vào sinh ra tử. Ngoài những anh em level cao được trấn thủ những cái thành bang tỷ lệ sống sót sẽ cao. Còn những anh em mà kiểu thân chinh cùng tôi đánh trận là tỷ lệ quảng rất cao. Nên anh em mà cố phấn đấu để trang bị giáp trụ đầy đủ, sống sót, lập công. Mèo đã nằm. Quấn cường hero đã nằm. Công Hiền nằm. Nguyệt Huy nằm. Nhất Vũ, Huỳnh Tuấn nằm, An Chu nằm, Nghèo nằm, Kata nằm, Hằng Vũ nằm, Kho Tôm nằm, Thương cũng nằm, Milo nằm tiếp, Mai Linh nằm, Toàn Nguyễn Quang Hà, Thành Chi, Sơn Tùng. Liên tiếp các mãnh tướng đều nằm xuống. Phú Vinh lên nằm, Na Ba Tư cũng nằm, Tuyền Trung nằm, Phát Yên Minh nằm tiếp, Hồ Nguyên trước nằm,
Thành Duy, Hai Lai, Đức Toàn. Anh Hai nằm. Người ta nằm không được. Trước khi nằm vốn làm được vài mạng là được. Ubi giết một mạng xong cũng nằm luôn. Tướng cấp cao hai mạng thì bỏ qua. Và chúng ta có hai, chúng ta có Hùng Mạnh và Kiều Nhi. Hùng Mạnh và Kiều Nhi, nếu mà xét ở đây thì Hùng Mạnh thì làm hai mạng nhưng mà nằm rồi. Kiều Nhi làm hai mạng nhưng vẫn sống. Như vậy phần thưởng lần này sẽ cho Kiều Nhi. Chúc mừng Kiều Nhi. Kiều Nhi sẽ được lãnh thưởng. Đây Stuttgart à, cận chiến thuần, thăng cấp lên cấp 2.
Không có áo giáp rồi, đã đen cho kiểu gì. Đó, cận chiến thuần. Kiếm khiên. Không còn ném nùng gì cả. Bọn Aserai rồi yếu cực. Khoa Vi tuyến trung 3 mạng, tuyến trung 3 mạng rất tốt, ban thưởng cho tuyến trung. Tuyến trung là một mãnh tướng như nào đây? Mông cổ, biết cưỡi ngựa, nhưng anh đấy biết bắn cung, cưỡi ngựa cận chiến rồi. Cưỡi ngựa cận chiến. Ok. Tuyến trung. Cấp đồ cho. Đấy. Trông hơi phèn tí nhưng mà ít nhất là có giáp, đúng không? Còn hơn không có gì.
Chính là chơi kiểu này nó đỡ nhàm đúng không? Nó đỡ nhàm. Có cái mà làm thì đua phân đấu, cạnh tranh. Thoman, ôi toàn hào tướng này, để thằng Thoman nó lấy mất. Chát thật. Toàn hào tướng. Lấy được Akas này rồi. Cái này đánh nó cứ phải đủ 100% rồi anh em ạ. Mình chơi cái mode đấy để cho bọn nó hạn chế cho cái việc bọn nó vừa rủ nhau đánh xong rồi nó lại hòa luôn. Trung bùi cứng vết nhỉ. Ờ, hai thằng tướng phụ. Rồi. Cương Huy và Lãng Khách. Máu tới đây. Trinh phạt mẹ Ả Rập. Ôi, Trung Bùi bị bắt rồi. Trung Bùi bị bắt rồi. Trung Bùi bị bắt ở đâu đây? Trung Bùi bị bắt ở đội đạo của API. Tiếp tục trinh phạt Ả Rập. Trung Bùi ra thì chúng ta cần một đạo ai đủ khả năng này, ai tướng 7 sao. Sera rất chậm. One viewer bị bắt. Công hạ Quasira. One view chuộc. Được, chuộc. Asuka bị đánh à. Cứ câu xong thằng này thì... xong rồi này.
cứ bình tĩnh. Cái thành ở đây toàn thành tạm mà. Chúng ta chủ yếu là lấy thành để lấy tiền thôi. Chứ chúng ta không định cư ở đây. Tướng nào giết giặc lập công trận này, ban thưởng. Những ai có đồ rồi thì kể cả lập công nhưng mà có đồ rồi thì thôi nhá. Để nhường cho người sau. Làm quân đoàn La Mã Sparta anh ơi. Chơi xong cái này đi tính. La Mã cũng được. Hiện tại thì cũng chỉ có mỗi cái mod La Mã hoàn chỉnh nhất để chơi. Sân rất nhiều anh em rồi. Sparta thì nó không có cái mốt về Sparta. Die!
Đứng ngoài bắn cung thì chứng tỏ là có đồ rồi, mà có đồ rồi thì còn cần gì phải ban thưởng nữa à? Ban thưởng là nào, chứa đồ. Jotama 3 mạng. Jotama có đồ đấy nhỉ? Jotama thuận trần. Nếu phạm đều chưa chết. Jotama 3 mạng. Jotama có đồ nhỉ? Hình như là có đồ rồi. Đi thia chết à? Đi thia chết. 9, đúng không? Đúng rồi, mình có chết đéo đâu. À không. Không không không. Ai chết vậy? Lãng Khách chết à? Lãng Khách chết đúng không? Sao Lãng Khách lại chết rồi nhỉ? Đúng không? Bởi vì... Đúng rồi, Lãng Khách chết, Lãng Khách chết. Sao Lãng Khách lại có thể chết được? Mấy anh tướng đầu tiên đã hoảng. Lãng Khách này, Lãng Khách chết rồi này. Có hai đạo đúng không? Của Sera với Lãng Khách đúng không? Lãng Khách chết mẹ rồi. Đấy là sao Lãng Khách lại chết? Mặc dù tắt cái mẹ chế độ chết tướng rồi. Lãng Khách chết rồi. Đau. Quá đau lòng. Như vậy thì hết tướng cấp 7, chúng ta sẽ chuyển sang tướng Thứ Lê. Thay thế quân đoàn của Lãng Khách. Như vậy Lãng Khách chết. Nếu hiểu sao lại chết được Lãng Khách nhỉ? Tại sao lại có thể chết được nhỉ? Sao ra mình để thế này luôn à? Hơi khó hiểu. Tôi không biết tại sao Lãng Khách có thể chết được. Nhưng thôi, một mãnh tướng đã ra đi. Dù đau lòng nhưng chúng ta cũng vẫn phải bước tiếp. Jotama chưa có đồ đâu. Jotama là một người như nào? Ném lao cận chiến, ok. Thay tên cho Jotama này. Lên hàng ngũ 3 sao. Ép để tưởng nhớ Lãng Khách à? Anh đã hy sinh một cách rất là anh dũng.
chiếm lại Asuka của mình rồi. Đi chó này. Lấy được thành này nhưng lại mất tướng. Mất tướng yêu. Hòa bình của Empire. Thế thì hòa bình. Càng nhàn. Chết già. Đéo lại chết già được nhỉ. Có tiếp viện. Hết cầu đá đó rồi, chào mọi người. Thật khó hiểu cho cái chết của lão khách. Liệu rằng trong quân đoàn có ai đó đã ám sát anh không? Đó vẫn là một điều bí ẩn. Các tướng liệu có ghen ghét gì với lão khách không? Đã hạ sát anh trong lúc hỗn loạn. Đó vẫn là một giai thoại mà vẫn chưa có một bằng chứng cụ thể nào. Chỉ có điều cái chết của lãng khách để lại rất nhiều tiếc nuối. Mãnh tướng 7 sao không phải là một việc kiếm được mà dễ.
Tướng nào lập công? Tướng cấp 6 lập công trận này, thắng lên cấp 7. Tướng cấp 1 lập công trận này, ban thưởng giáp trụ. Cứ thế mà làm. Tướng cấp 6 nào lập công sẽ được đặc cách thăng lên cấp 7, thay thế lãng khách. Giết giặc lập công đệ. Truy sát quân địch, giết hết bọn nó, trả thù cho lãng khách. Quốc Dũng năm mạng rồi. Quốc Dũng thăng lên cấp 5. Quốc Dũng làm hẳn 5 mạng rồi. Căng quá nhỉ.
Cấp 5 thì vẫn chưa đội được mũ Viking xịn. Đó, ông nào chả có cái kiếm. Ông đi có ông nào không có kiếm. Mặc định ông nào cũng có kiếm hết. Thế mình giết được người chứ. Ai cũng có kiếm hết chứ không phải không kiếm. Không kiếm để chết à? Rồi, ai có một cái kiếm cơ bản hết mà tuyển là người ta sẽ auto tự có mấy cái kiếm này rồi. Có người có ngựa, có người không. Có sao mà đánh trận được. Chết à. Rồi thôi anh em, tôi phải đi có việc rồi. Anh em buổi sau. Anh em xem ngay và nút subscribe cho để ủng hộ kênh. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.